Vâng, và xin chào tất cả các bạn cũng như là quý thầy cô thân mến. Em tên là Cụ Minh Tính, học sinh đến từ lớp 10A4. Ngày hôm nay em làm video này để mà giới thiệu một quyển sách mà em rất là thích. Bởi vì quyển sách này nó đã nói lên được cái Việt Nam ta thời phong kiến, những phong tục cổ hủ đáng bị lên án và phê phán, cũng như là nó đã nói về được cái sự cơ cực khốn khó của một tác giả Việt Nam ta. Ta đã chứa đựng đi những giọt nước mắt đầy đau thương của ông ấy. Và quyển sách đó chính là Những Ngày Thơ Ấu của tác giả Nguyên Hồng ạ. Và vị tác giả này như thế nào thì trong phần tuổi thơ của ông đã viết nên quyển sách này thì em xin được phép là giới thiệu gọn một lúc là cả hai luôn nha. Thì chúng ta xin được phép bắt đầu ạ. Tác giả Nguyên Hồng, ông sinh ngày 5 tháng 11 năm 1918 ở một gia đình công giáo giàu có ở Nam Định. Thì ngay mà cái lúc, từ lúc mà ông mới sinh ra ấy, thì ông đã phải chịu nhiều cái sự bất công của thế giới này ạ các bạn. Khi mà ông vừa mới lớn hơn được một chút thì người cha của ông vì áp lực công việc nên đã tìm đến rượu chè để mà giải quyết. Cho nên là gia đình từ đó, từ một gia đình giàu có cũng trở nên thật là nghèo khó và tù túng. Cho đến khi cái năm mà ông 12 tuổi thì người cha này của ông đã mất. Ông chính thức mất cha tại đây. Người mẹ của ông thì chỉ vì là chịu sự dè biểu cũng như là miệt thị đến từ người bà và người dì đầy cay độc, cho nên bà đã vô cùng cay đắng và phải dắt theo đứa con gái và bỏ lại ông nơi quê nhà để đi tha hương cầu thực. Từ đó tác giả Nguyên Hồng của chúng ta đã phải sống cái cảnh được gọi là không cha không mẹ. Tác giả khi ở với người dì và người bà như vậy thì đã luôn thèm khát và nhớ đến người mẹ của mình. Ông tha thiết muốn được mẹ mình ôm vào lòng một cách dữ dằn luôn các bạn. Và cũng như là ông là một người rất là có niềm tin vào người mẹ của mình luôn. Bởi vì cho dù là người dì hay là người bà của ông có gieo rắc, có đưa bao nhiêu cái ý xấu vào trong đầu của ông, thì hình ảnh một người mẹ hiền từ thuở thơ bé của ông sẽ không bao giờ nhạt phai được. Cậu bé đã phải trải qua những ngày cơ cực lúc nhỏ được gọi là không cha không mẹ, và cũng như là phải chịu cái sự khó khăn đến từ người bà và người dì như vậy đi các bạn ạ. Rồi sau đó thì ông bắt đầu là ăn chơi lêu lỏng. Ông bắt đầu thấy mất đi ánh sáng trong cuộc đời của mình. Ông mệt mỏi và đi tìm đến những đứa bạn đầu đường xó chợ để mà vui chơi, tụ tập với bọn chúng. Thỉnh thoảng ông còn có thể là đi cướp bóc với bọn trẻ. Bởi vì lúc đó là thiết nghĩ là ông không nhận được đủ cái tình thương và sự yêu mến đến từ người cha lẫn người mẹ, cũng như là người dì và bà. Cho nên ông đã có những bước đi rất là xa ngã. Cuộc đời của ông đáng ra khi là một đứa trẻ phải được nô đùa, phải được hồn nhiên. Nhưng mà ở đây lại không được như vậy thưa các bạn. Bởi vì chính bản thân ông là một người dù tuổi đời còn rất nhỏ nhưng lại phải trải đời từ rất là sớm. Ông đã biết được xã hội này cay nghiệt và đắng cay đến mức nào thôi các bạn. Lớn hơn một chút thì ông đã được đến trường. Thì ở đây chúng ta có thể nghĩ được rằng là ông có thể là sẽ được cái sự yêu thương, sự chở che từ người thầy, người cô hiền hậu, cũng như là được chơi đùa vui vẻ, vô lo vô nghĩ bên những người bạn của mình. Thì ở đây tác giả Nguyên Hồng lại không được như vậy ạ. Bởi vì sao? Bởi vì có một người thầy của ông mà theo tác giả nói rõ là ông là một người kiêu ngạo và rất là coi trọng cái tôi của mình. Ý ở đó là ông gắn cho tác giả Nguyên Hồng một cái mác khi vừa mới nhập học không lâu, đó là trộm cắp. Trong khi là tác giả Nguyên Hồng lại không làm điều đó, nhưng mà ông vẫn phải cắn răng chịu đựng. Bởi vì cái tôn sư trọng đạo, cái đó đã đè nén ông và không cho phép ông nói lên. Cũng như người thầy của ông có một cái tôi quá cao, trước mặt những người bạn của mình, trước mặt cả một tập thể lớp, ông đã phải chịu những đòn roi vô cùng đắng cay đến từ người thầy, chính người thầy của mình. Và điều đó đã trở thành một
cái nỗi đau, một cái vết nhơ trong lòng mà khiến ông không thể quên được. Qua nhiều cái đắng cay như vậy thì ông mới thấy được bản thân mình thật sự quá khó khăn. Cuộc đời của ông rất là bi kịch và nó đã được viết một cách rất là đầy đủ ở trong đây thưa các bạn. Bởi vì qua đó chúng ta có thể thấy được tại sao một đứa trẻ hồn nhiên, một đứa trẻ chỉ mới lên mười mấy tuổi, mà lại phải chịu cái cảnh được gọi là ra đời từ rất là sớm, không có sự chở che, sự lo âu của bất kỳ người cha hay người mẹ nào cả. Ông rất là cô đơn. Và từ đó ông quyết định ông viết nên quyển sách này. Quyển sách này gồm có 9 chương. Và các bạn ơi, thật sự đây là một quyển sách mình đánh giá là vô cùng hay, vô cùng nhân văn. Và nó cũng đã được đánh giá là một trong 50 quyển sách đầy nhân văn và hay nhất của Việt Nam ta. Các bạn nếu có rảnh, hãy lên trên mạng hoặc là mua về cho mình một quyển sách như thế này để mà chúng ta đọc, để hiểu rõ hơn về cuộc đời bi thương và đầy đau đớn của tác giả Nguyên Hồng. Và đó là sơ lược về sách và cũng như là nội dung của nó ở bên trong thông qua phần cuộc đời của tác giả. Em xin cảm ơn tất cả các bạn và tất cả các thầy cô đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.